Trời đất ơi, coi nè, tin tức báo chí đưa là nhiếp ảnh gia đi dụ dỗ con gái nhà người ta. Trời Dụ dỗ gì? Đó, dụ dỗ cả tình lẫn tiền. Trời đất ơi, quá trời quá đất. Từ trước Thôi giờ tôi cứ tưởng nha là nhiếp ảnh gia là hiền, là ngoan ngoãn, ai dè đâu thì ghê. nhưng mà mấy cái báo này nói chung là mỗi người mỗi cảnh mà, nói chung là kệ Trời đi, trời trời quan trời tâm trời làm trời gì. trời cái gì nữa nè, đó thấy chưa, nên cẩn trọng khi yêu một nhiếp ảnh gia. Em ơi, không phải một người xấu rồi em quy chụp tất cả mọi người đều xấu, đúng không? Đúng rồi bà, với lại bây giờ dù nhiếp ảnh gia trên cả thế giới này có xấu thì cũng chừa anh Lâm của tôi ra nha, ảnh là trai ngoan thứ thiệt nha. Hey, Thôi đi em nói cái này bà, đúng á. tôi lo cho bà đó, bà là bạn tôi á, bà đang yêu một nhiếp ảnh gia, tôi nghĩ đó là bà cần phải lên mạng tìm hiểu rồi đọc mấy cái này mới đúng nè. Thôi 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 thôi, ảnh là trai ngoan từ xưa tới giờ là tôi quen ảnh, là tôi biết mà. Bà, tôi nói cho bà nghe, với cái con mắt mà của một người nghệ sĩ như tôi á, bà nhìn nè, đó, thấy không, nhìn lên nhìn xuống, nhìn lên nhìn xuống, ảnh có một cái dấu hiệu là một trai hư đó bà. Ê nè, anh thấy em kỳ lắm này chưa? Đặc biệt là ngày hôm nay, tự nhiên em coi mấy cái tin mạng nói về việc nhiếp ảnh gia thế này thế kia. Rồi bây giờ em nhìn anh, em cảm giác là bản thân anh có dấu hiệu của một trai hư. Ý em là sao hả? Em có ý đồ gì vậy? Không không, bạn thì em biết mà, nó bị lạm anh ơi, mấy cái đứa mà tâm hồn nghệ sĩ này nó hay làm quá lắm, ví dụ nó thấy một cái gì đó là nó quy chụp à, kỳ À chắc lắm. tối coi bộ phim nào á về nhân vật trai hư á, rồi tự nhiên quy chụp anh luôn. Thôi đi trai bây giờ, ngoan, trai ngoan thôi thứ thiệt, trai hư bây giờ sao, bây giờ cá không, bây cá giờ luôn. cá bây giờ cho ảnh chụp hình, giờ trai ngoan trai hư, ok. Ủa, tự nhiên khơi khơi anh trở thành trò giải trí của tụi em hả? Không phải là giải trí mà là trò chơi cá cược, cái này Đúng là anh chỉ rồi,![ cần làm mẫu, với lại lâu lắm rồi anh toàn chụp người ta mà, anh đâu có làm mẫu đâu, thì đúng. bây giờ coi như là để cho vui thôi, anh làm mẫu đi, còn em cái trò chơi này á là cái cá cược này của riêng tụi em, kệ tụi em, Nhưng mà anh được cái gì? em chỉ nhờ anh làm mẫu thôi. Đúng. Bây giờ mình chụp concept nào trước? Bây giờ chụp concept trai ngoan trước đi. Ok, bà chụp. Ok. Ok. Ừ, cho trai hư sao? Tôi. Ok. Đó, thấy chưa bà, thấy chưa bà, công nhận chưa, tôi đã nói ảnh là trai ngoan mà chụp coi cái thành xếp Đúng, trai ngoan rồi, đẹp dễ sợ không. anh đã nói anh là trai ngoan từ trong trứng ngoan ra đó, đúng không? Chụp thôi là biết trai ngoan liền. Ủa, mọi người mắc cười quá à. Cái này mới có nửa chặng đường à, cái này trai ngoan là bà chụp đúng không? Ủa thì chút nữa trai hư tới tôi chụp có ai hơn ai, ở đó mày làm phách. Thôi, anh không ngờ em kiên trì tới như vậy luôn á. Ok, chụp thì chụp. Chụp. Thấy chưa, thấy con mắt của tôi chưa, tôi nhìn là tôi biết bản chất là như thế nào là hợp. Bản chất cái gì, đã nói cái này là ảnh nhập vai thôi chứ bản chất của ảnh là trai ngoan, Đúng cái này là rồi. mình chụp cái kiểu trai hư thôi. Ngoan ngoan chỗ nào, nè nè đó nè, đó nè, bà thấy sao, bà thấy sao, ngoan không, ngoan không, thấy sao không biết. Nói chung á là bà, tại bà nghệ sĩ bà hay tưởng tượng, bà làm quá quá hiểu không, chứ còn đầu óc của tôi nó thẳng thắn lắm, ngoan là ngoan, hư là hư, tự nhiên bà bắt hóa thân làm gì lu bu. Thôi hai người không cần căng thẳng đâu. Thì biết rồi, nhưng mà nói chung là tôi không thể nào mà cho ảnh theo cái hình tượng này được. Tôi muốn là ảnh phải là trai ngoan. Trai hư này á, không phải là tôi không tự tin nha, nhưng mà tôi cảm giác như là nó không có an toàn. Ủa bà mắc cười quá à. Bà phải vợ người ta đâu mà bà có ý kiến là muốn trai hư trai ngoan. Tôi thấy là hình tượng này rất là hợp với ảnh. Còn bà không tự tin thì cũng không sao. Đã nói là không phải là không tự tin, mà tôi muốn ảnh sống thật với bản chất của ảnh là trai ngoan. Bà thôi hiểu nè, không? Thôi nè, thôi nè, nó nghe nè. Anh biết á, khi mà những tấm hình này ra đời á thì anh vô tình trở thành cực phẩm, nhưng mà anh thích sáng tạo lắm, anh muốn chụp nữa, mọi người thấy sao? Thôi đừng có chụp nữa mà, như vậy là được rồi. Nói chung là bây giờ ai thắng nè, anh nói đi, trai hư là trai ngoan. Tất nhiên là trai ngoan rồi, tại vì anh là trai hư. Bà làm gì bà căng thẳng như vậy, cái này chỉ là cá cược bình thường thôi mà. Bà mới căng thẳng, cái mặt bà đang căng thẳng thôi, kìa. Thôi, bình tĩnh, có gì mình từ từ giải quyết. Nhưng mà tự nhiên bây giờ cực phẩm thấy cực phẩm đói bụng rồi. Chụp hình đấy hơi mệt, bây giờ cực phẩm phải đi ăn đi. Chào hai người đẹp. Ôi, ủa rồi ai thắng?